nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Hiện nay, các ngành chức năng của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đồ uống trên địa bàn. Tìm hiểu thực tế cho thấy, hiện nay, phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, thức ăn đồ uống đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay có hàng trăm cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, đặc biệt là thị trấn Thổ Tang, xã Bình Dương, xã Lũng Hòa vẫn chưa đủ điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, đặc biệt là các cơ sở giết mổ lợn, gà, làm giò chả, kinh doanh các mặt hàng khô. Theo ghi nhận của chúng tôi tại thị trấn Thổ Tang những ngày giáp Tết, hầu hết người buôn bán giết mổ thịt gia súc, gia cầm, buôn bán giò chả đều mang tính tự phát, thịt gia cầm không có nguồn gốc, không được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý với các trường hợp kinh doanh này gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Trung tâm Vệ sinh An toàn Thực phẩm yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra việc kinh doanh các mặt hàng thực phẩm của các cá nhân, hộ gia đình tại các chợ, đặc biệt là các điểm tiêu thụ thực phẩm nhiều như thị trấn Thổ Tang, Trấn Hưng, Bồ Sao. Việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác tuyên truyền kịp thời sẽ góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, không để sản phẩm không đảm bảo chất lượng tiêu thụ trên địa bàn huyện làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng trong dịp Tết. Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, huyện Vĩnh Tường sẽ tăng cường kiểm tra về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở chế biến kinh doanh, dịch vụ thực phẩm, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi lấy sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.